Năm 2020 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng của công ty cổ phần thép Bumina đầu tư vào chiều sâu trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng tại Việt Nam. Là doanh nghiệp hơn 14 năm liền được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, Bumina khẳng định vị thế trên thị trường với các sản phẩm đạt chất lượng cao, ổn định. Tự tin vì có hướng đi riêng và phương châm dẫn đầu bằng chất lượng, Bumina đã đưa vào vận hành lò luyện 1 triệu tấn. Từ tháng 11 năm 2020, Bumina là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam vận hành hệ thống luyện thép từ lò cao sang lò điện công nghệ Casteel hàng đầu từ châu Âu, mang ưu điểm vượt trội như loại bỏ hoàn toàn sỉ và các tạp chất, giúp làm sạch thép lỏng. Vì độ sạch ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cơ lý của thép, thép càng sạch cơ lý tính càng tốt. Đối với các yêu cầu khác nhau về mắt thép, công nghệ Casteel tích hợp hệ thống nạp trợ dung với mức độ tự động hóa cao sẽ mang lại những sản phẩm thép đạt chất lượng ổn định, an toàn và bền vững, đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật đa dạng của công trình chất lượng cao, trong khi các công nghệ khác không thực hiện được. Với tình hình sản xuất không kịp nhu cầu như hiện nay, hệ thống luyện mới sẽ giúp Bumina nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm vào phân khúc công trình chất lượng cao như dự án cải tạo nâng cấp sân bay quốc tế, công trình trọng điểm thủy điện, cầu đường, nhà cao tầng, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xuất khẩu tới các thị trường Canada, khối ASEAN trong năm 2021. Thép Bumina đã được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2006 cho đến nay. Và cái cách của chúng tôi bình chọn là riêng đối với lại các vật liệu xây dựng mà thuộc về sản phẩm của công nghiệp nặng như vậy, thì chúng tôi hỏi những chuyên gia, tức là những cái người tổng thầu, những cái người kỹ sư xây dựng, những cái người mà làm chủ nhiệm các cái công trình, thì các cái ý kiến đều cho rằng là thép Bumina là rất là ổn định về mặt chất lượng. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Bumina đã kiến tạo hơn 650 căn nhà trên khắp cả nước thông qua chương trình Cùng Xây Ngôi Nhà Mơ Ước. Bên cạnh đó, trước những thiệt hại do bão lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung, Bumina đã đóng góp 500 triệu đồng chung tay với các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Những hướng đi đổi mới công nghệ, tập trung sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng để khẳng định mạnh mẽ thông điệp thép Bumina phát triển để trường tồn.